Hello cả nhà, lại là Vinh đây. Vinh đang có mặt ở tại Lệ Giang, Trung Quốc. Đây cũng là điểm đến mà rất là nhiều bạn hỏi Vinh trong thời gian qua. Nào, bây giờ cùng Vinh khám phá Lệ Giang và Club Med nha. Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc được mệnh danh là một trong những điểm đến lý tưởng nhất để du lịch cùng gia đình vì không gian và cảnh vật yên bình có chút hoài cổ. Khí hậu ở Lệ Giang thì mát mẻ quanh năm, nhưng tháng 4 là thời điểm đẹp nhất ở Lệ Giang, cổ trấn và núi tuyết ngọc rồng nha mọi người. Từ Sài Gòn thì mình chưa có chuyến bay thẳng nên mình sẽ bay đến Công Minh, sau đó từ Công Minh bay tiếp đến Lệ Giang. Vinh nghĩ là mình nên mang nhiều quần áo ấm nhưng mà không cần quá dày nha, để mặc layers và dễ thay đổi hơn, vì trong một ngày thì nhiệt độ có thể xê dịch từ 1 đến 17 độ và khu vực vùng núi thì có thể lạnh hơn nha. Các bạn nhớ đem theo khăn choàng nè, áo khoác và giày đi bộ vì mình sẽ đi bộ rất là nhiều. Mang theo dù nữa vì có thể có mưa phùn mùa xuân. Mang theo ổ cắm chuyển đổi nè, và các bạn nhớ là mình phải mang theo kem chống nắng và kính râm nha, vì cái nắng ở đây nhìn có vẻ dễ chịu nhưng mà thật ra thì rất là dễ bị cháy da nha. Thời gian lý tưởng để mình đi du lịch đến Lệ Giang theo Vinh là mình sẽ đi 6 ngày, vừa đủ để trải nghiệm các hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng ở tại Club Med và có thời gian tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Lệ Giang nữa. Club Med Lệ Giang là thương hiệu khách sạn, khu nghỉ dưỡng all inclusive, có nghĩa là đã bao gồm tất cả tiền phòng, ăn uống, ngày 3 bữa và các hoạt động trải nghiệm tại đây. Bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Giá khởi điểm là 290 đô cho đến 420 đô tùy theo hạng phòng nha. Và mình booking ít nhất là 2 đêm. Mọi người lưu ý là giá này dành cho ăn ở và trải nghiệm các dịch vụ trong khách sạn thôi. Còn mình đi tham quan các địa điểm khác của Lệ Giang thì mình sẽ phải trả phí thêm nha các bạn. Đây là mình đang đi tiến về các khu vực phòng nghỉ. À, Vinh thì cảm giác rất là thích, như là mình đang ở một bộ phim kiếm hiệp nào đó. Mọi người có thể thấy là cái cách họ xây phòng ở đây nè, xây những cái tòa nhà nhìn như là phim kiếm hiệp thời cổ trang hồi xưa vậy đó, như là cung điện. Wow, và mùa này Vinh đang đi thời tiết rất là đẹp, tháng 3, và mọi người xem là hoa đào nở thiệt là nhiều luôn. Hương thơm ngào ngạt. Wow. Đây là phòng của Vinh ngày hôm nay ở tại Club Med. View mình nhìn ra vườn, ban công ở đây, ngồi ngắm cảnh. Cái giường rất là to luôn. Club Med phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, nhất là mình đi đông theo nhóm kiểu gia đình nè. Ở đây có sự yên bình, nghỉ ngơi thư giãn dành cho người lớn, cũng có đầy đủ các hoạt động trong và ngoài trời cho trẻ em. Nào là leo núi trong nhà nè, hồ bơi, công viên nước, bắn cung, tennis, các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, vân vân và vân vân. À, điểm nhấn mà Vinh cực kỳ ấn tượng đó là ẩm thực ở tại Club Med, vì mô hình Club Med dành cho khách lưu trú nhiều ngày, có khi họ ở cả mấy tuần nữa, nên ẩm thực cực kỳ phong phú và đa dạng. Đây là khu vực tráng miệng, trái cây nha. Trưa nay thì mình sẽ ăn ở nhà hàng chính của Club Med. Mọi người thấy là đồ ăn rất là nhiều. Đây là International, có tất cả các loại đồ ăn. Có đồ Trung Hoa nè, rồi có đồ Trung Đông. Hải sản phía bên này nha. Trái cây, bên đây là đồ Tây, pizza, rồi gà rán. Đây, mình thích khu vực này là đồ Trung Quốc. Món này ngon nè, món này là gân bò. Ở đây là con mực, nấm xào. Thịt kho kiểu Việt Nam mình nè mọi người ơi. Đây họ cũng làm tại chỗ luôn. Bánh bao nè. Và đó là quầy súp mì. Cái món ăn ở đây thì Vinh thấy là thay đổi liên tục mỗi ngày, không làm cho mình có cảm giác thấy chán. Đặc biệt là rượu và beer free flow, cocktail sinh tố nè, các bạn có thể uống thỏa thích. Hầu như điều này thì Vinh chưa thấy ở đâu hết, vì đa số các khách sạn, resort nơi khác, các bạn có thể có các gói ăn uống, nhưng mà rượu bia thì mình nhất định phải trả thêm phí nha. Ở tại Club Med thì mọi người lưu ý là mình sẽ được ăn uống thỏa thích, kể cả rượu sẽ luôn luôn là miễn phí nha. Nhưng mà các bạn nghĩ tại đây thì đó, tất cả những thường thì những khách sạn khác thì họ sẽ tính phí nếu mà mình dùng cồn, rượu, nhưng mà ở đây thì thoải mái luôn. Rồi, bây giờ mình đi shopping ở boutique. Ở đây có đồ đầy đủ cho tất cả mọi người trong gia đình nha. Đây là của các em bé nè, trang phục mùa nào cũng có, đồ bơi. Tại vì ở Club Med thì rất là nhiều hoạt động nè. Thể thao cũng có, leo núi, chụp hình, vui chơi, bơi, vận động ngoài trời, trong nhà, tất tần tật. Cho nên là những cái dụng cụ, những cái đồ đạc đó mọi người cũng cần rất là nhiều loại khác nhau. Đây nhà mọi người có thể thấy là
đây bán phao nè, tất cả mọi thứ, đồ bơi. Bên này thì lại là có đồ lạnh để mà mình đi núi tuyết nè. Núi Ngọc Long là chương trình ngày mai mình sẽ đi. Đây là đồ lưu niệm, rồi cravat cho các quý ông đây. Quý cô cũng có những cái món nữ trang, accessories ở đây rất là đẹp. Wow, cái đó rất là đẹp. Cái cài áo này đẹp quá. Bên này có gì ta? Nước hoa, quần áo. Một điểm nhấn nữa đó là các buổi tiệc gala dinner theo concept. Các bạn sẽ mặc trang phục theo quy định và ăn tối, xem trình diễn nghệ thuật. Điều này giúp cho trải nghiệm của chuyến đi mình thật sự sang trọng, phong cách và ấn tượng khó phai nha. Khoảng cách di chuyển từ sân bay Lệ Giang đến Club Med mất khoảng 1 giờ đồng hồ nha các bạn. Ấn tượng đầu tiên của Vinh về thiết kế không gian của Club Med là rất là thoải mái, rộng rãi theo phong cách cổ xưa, giống như là triều đình phim kiếm hiệp vậy đó. Mọi thứ đều rất là gần nhau ha, mình di chuyển dễ dàng và nhân viên ở đây cực kỳ thân thiện. Club Med Lệ Giang nằm dưới chân núi với background là toàn cảnh núi tuyết Ngọc Long. Khi ở đây rồi thì mình rất dễ dàng có những bức ảnh đẹp với núi tuyết huyền thoại này. Khu phòng nghỉ cũng gần nhau, mình hoàn toàn có thể đi tản bộ. Và chiếc đồng đeo tay tích hợp luôn chìa khóa rất là tiện lợi, mình chỉ cần giơ tay chạm là mở cửa. Buổi trưa hôm nay thì mình sẽ không có ăn ở tại khách sạn nữa, mà mình sẽ ăn ở khu ngoài cạnh ngôi làng địa phương, kế bên Club Med Lệ Giang nha mọi người. Mình đi bộ và đi xe đạp. Phía xa kia thì có một cái ngôi làng địa phương. Con gì nè? Thôi. Con này con gì mà nhìn như gỗ vậy? Wow, cái màu. Hello. Rồi, thì bữa trưa hôm nay là mình sẽ ăn ở cái khu cắm trại bên kia. Đây cũng là một trong những cái hoạt động mà mọi người có thể tham gia khi mà mình ở tại Club Med Lệ Giang. Các anh chef thì họ đứng phục vụ cho mình bên này, rồi họ thiết kế những cái lều trại và mình ngồi ăn ngoài trời, rất là thích. Chỗ đầu tiên lúc mà mình check in á, các bạn sẽ viết cái điều ước của mình lên trên một cái thẻ gỗ, xong sau đó thì mình gài lên trên cái cột này. Ê, mình đi qua chỗ đồ ăn coi có gì đi. Phía bên này mình lấy sò điệp với hàu. Tiệc trưa barbecue, các món nướng và hải sản nữa. Mọi thứ thì rất là thích, thời tiết mát mẻ, đồ ăn barbecue, có âm nhạc. Nhưng mà mình không thích một điều đó là quá nắng. Buổi trưa đây mọi người nhớ mình đi là phải có cái mũ nha. Hôm nay hên sao mình đem cái mũ này ra đội, chứ ngồi đây khá là nắng. Bây giờ mình sẽ đi tham quan Bai Sa Old Town. Ở tại Ly Trang thì có rất là nhiều những cái phố cổ. Và Bai Sa này, tên tiếng Việt đó là Bạch Sa Cổ Trấn, là thị trấn mà lâu đời nhất ở tại Ly Trang, hơn 1.000 năm nha mọi người. Còn một thị trấn nữa to hơn, rộng hơn, vui hơn là Ly Trang thì Vinh sẽ đi sau, Vinh sẽ đi Bai Sa trước. Ở đây là 1.000 năm, còn Ly Trang thì khoảng 800 năm. Hai bên đường thì mình thấy họ bán những cái đồ ăn street food nè. Và mọi người mặc đồ truyền thống để đi tham quan. Mình thấy khá là đẹp. Cái đồ truyền thống ở đây mình mê quá, rất là đặc biệt. Đây mình thấy một dàn nhạc. Bạch Sa Cổ Trấn là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Lệ Giang, có vẻ đẹp mộc mạc và bình dị. Quần thể kiến trúc ở Bạch Sa Cổ Trấn được tạo thành từ hai phần, nơi cư trú dân gian và các địa điểm văn hóa. Những ngôi nhà và cửa hàng nhỏ xếp hàng hai bên đường. Một dòng suối trong suốt như pha lê chảy quanh tất cả các ngôi nhà đi qua thị trấn, từ bắc xuống nam.
Không khí ở đây rất là trong lành, khi mà mình đi dạo quanh khu cổ trấn, mình có thể quan sát được cuộc sống hàng ngày của người dân để hiểu thêm về văn hóa và tập tục của họ. Nổi bật nhất ở đây là các sản phẩm thêu truyền thống của Trung Quốc và các món ăn đặc sản. Phố cổ Lệ Giang đây rồi mọi người ơi. Đi đến đây thì phong cảnh rất là đẹp. Và nãy giờ thì Vinh có leo lên trên cao để mà Vinh nhìn toàn cảnh cũng rất là đặc biệt, bởi vì đây giống như cái thung phố cổ dưới này, xong rồi xung quanh là núi Ngọc Long bao bọc rất là đẹp. Và Vinh đi được Bạch Sa phố cổ, Lệ Giang phố cổ, thì hai nơi Vinh thấy là đều là những cái trải nghiệm khác nhau. Ở đây có rất là nhiều phố cổ nha mọi người, nhưng mà Bạch Sa nãy Vinh đi thì kiểu trẻ trung hơn, có nhiều cái hàng quán dành cho các bạn thanh niên, mình nghĩ vậy. Những quán cà phê sống ảo hay là những tiệm bán quần áo thời trang rất là đẹp. Còn ở bên Lệ Giang này thì rộng lớn hơn, thì mình nghĩ thích hợp cho gia đình mình hơn, bởi vì cái không gian nó to hơn, mình có thể đi cả gia đình. Và đặc biệt là ở đây có những cái cầu bắc ngang rất là đẹp, rất là đặc trưng mà các bạn thấy trên những hình ảnh trên internet và rất là nổi tiếng ở Lệ Giang đó, là mọi người có thể đến đây và chụp hình những cái cảnh đẹp đó. Và một cái điều mà Vinh hơi tiếc ngày hôm nay đó là Vinh đi gấp quá đó, đi buổi chiều hơn, Vinh đi hai phố cổ. Thì nếu mà mọi người đi thì Vinh nghĩ là mọi người nên dành thời gian nhiều hơn, bởi vì mình vừa ngắm cảnh và mình vừa thưởng thức những món ăn ở đây. Mình thấy có rất là nhiều những cái món ăn lạ, street food đó, thấy trên đường lạ, không có thấy ở đâu có hết. Nhưng mà tiếc là không có đủ thời gian để mà trải nghiệm hết. Cho nên mọi người nhớ nha, mình đi thì mình nếu được thì mình dành thêm nhiều thời gian để mà ở lại phố cổ, thưởng thức những món ăn đường phố và ngắm cảnh đẹp. Lệ Giang cổ trấn được xem là một trong những địa điểm đẹp nhất của Trung Quốc, cách Bạch Sa cổ trấn khoảng 10 km và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Lệ Giang cổ trấn là phố cổ duy nhất được xây dựng mà không có tường thành và sở hữu một hệ thống kênh phức tạp, độc đáo vẫn còn sử dụng đến ngày nay. Không khí về đêm vô cùng nhộn nhịp, nơi có những màn trình diễn truyền thống vô cùng hút người. Xung quanh cổ trấn còn được bao quanh bởi những con kênh nhỏ rất là thư giãn. Vào thời điểm nhất định trong ngày sẽ có các show trình diễn của các phụ nữ dân tộc Nạp Tây trong bộ trang phục truyền thống nhảy múa ở trung tâm cổ trấn trông rất là lạ mắt. Đặc sản ở đây là bánh hoa hồng, mọi người nhớ thử nha. Đi mùa này tháng 4 là đẹp nhất vì không khí bớt lạnh, hoa nở khắp nơi, trên núi cũng còn ít tuyết. Cả Bạch Sa cổ trấn và Lệ Giang cổ trấn đều là những điểm tham quan thích hợp cho gia đình vì không khí, khung cảnh đẹp, yên bình. Cá nhân Vinh thì Vinh thích Bạch Sa cổ trấn hơn là phố cổ Lệ Giang một chút xíu nha. Bạch Sa cổ trấn lâu đời hơn, khoảng 1.000 năm tuổi nè, có cảm giác địa phương và ít thương mại hóa hơn. Còn phố cổ Lệ Giang thì khoảng hơn 800 năm tuổi, rộng lớn, nhộn nhịp, tấp nập hơn. Nếu có thời gian thì Vinh nghĩ mọi người nên trải nghiệm cả hai luôn, vì hai phố cổ cách nhau chỉ 10 km thôi. Vinh sẽ đi núi Ngọc Long, núi tuyết. Vinh đi xe bus xong rồi mình lên từng đoạn nha mọi người, xong rồi sẽ đi cáp treo nữa. Thì Vinh lên đến khoảng độ cao hơn 3.000m. Ở đây là xếp hàng, mọi người xếp hàng ở đây. Mình có thể chọn đi bộ hoặc là mình đi bằng xe điện. Vì đoạn của Vinh ngày hôm nay là có con nít nữa cho nên là mình sẽ đi xe điện. Thì Vinh nghĩ đi xe điện cũng tiện hơn. Đám cưới hả ta? Người bên đây chụp hình đám cưới. Vinh đã đến được điểm check-in ngày hôm nay ở núi Ngọc Long, nhưng mà Vinh đến ở độ cao khoảng hơn 3.000m so với mực nước biển thôi nha mọi người. Đây là khu vực thảo nguyên mà Vinh thấy là mọi người ở đây đi chụp hình rất là nhiều những cái góc để mà mình có những cái bức ảnh đẹp. Chủ yếu là mình đi ngắm cảnh và đi chụp ảnh thôi. Ngoài ra, một cái tips. Đây là chiếc bình oxy dành cho một số bạn. Nếu mà mình lên độ cao này mình cảm thấy hơi khó thở và nhức đầu, tự nhiên một số bạn thì sẽ có cái cảm giác đó. Riêng Vinh thì Vinh đã từng đi núi Phú Sĩ rồi. Cũng cao và cũng có tuyết nữa, thì Vinh lên đây thì Vinh cũng chưa có cảm thấy những cái cảm giác đó. Vinh thấy vẫn khỏe bình thường nha. Đó là chắc là sẽ có một số bạn sẽ có cảm giác đó thôi. Rồi, nếu mà mình muốn ngắm tuyết thì mình phải đi độ cao hơn nữa.
Nhưng mà Vinh thì ngày hôm nay trong chương trình của Vinh thì Vinh không có đi, nhưng mà các bạn muốn đi ngắm núi tuyết đó, mình sẽ đi lên khoảng 4.000 mét cao hơn nữa nha. Lịch trình sẽ là như vậy. Và lên trên đó thì xung quanh chỉ là tuyết thôi, bởi vì mình đã ở trên đỉnh rồi. Thì Vinh nghĩ là nếu mà mình muốn ngắm núi tuyết thì mình sẽ ở độ cao thấp hơn. Giống như bây giờ có cái background sau lưng của Vinh đó, thì sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà mình lên trên đỉnh núi tuyết rồi, xung quanh mình chỉ là tuyết thôi ha. Núi tuyết Ngọc Long nằm ở độ cao hơn 4.000 mét, còn được gọi là Oulu trong tiếng Nasi, có nghĩa là đá núi bạc. Nguồn gốc tên Ngọc Rồng bắt nguồn từ 13 đỉnh núi tuyết của nó như trải dài vô tận, giống như một con rồng đang bay trên những đám mây. Đường đi đến đây không dễ như đến Đại Giang Cổ Trấn nha mọi người. Tuy ngắn nhưng đường khá là khó di chuyển nên sẽ lâu hơn, và số lượng người đổ về tham quan núi tuyết cũng rất là lớn. Khí hậu núi tuyết Ngọc Rồng tương đối dễ chịu, nhiệt độ trung bình hàng năm là 11,3 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là 3 độ C và tháng nóng nhất là 17 độ C. Thời gian đi đến núi tuyết Ngọc Long đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 6. Cả nhà nhất định là phải trải nghiệm show Ấn Tượng Lệ Giang nha. Show diễn diễn ra tại nhà hát Ấn Tượng Lệ Giang và nằm trong khu vực núi tuyết, với sân khấu khổng lồ được đặt trên bối cảnh của những ngọn núi phủ tuyết. Buổi biểu diễn múa chủ yếu dựa trên các điệu nhảy của dân tộc thiểu số ở Lệ Giang, rất là phù hợp cho các bạn muốn tìm hiểu về văn hóa địa phương. Ấn Tượng Lệ Giang có giá vé khoảng 250 nhân dân tệ một người. Thời gian biểu diễn thường rơi vào các thời điểm là 12 giờ hoặc là 1 giờ trưa cho đến 2 giờ trưa, và thời lượng biểu diễn trong khoảng 1 giờ. Tôi nghĩ một trong những điều ấn tượng nhất của Vinh trong chuyến đi này đó là show diễn ở tại núi Ngọc Long. Các bạn nhớ dành thời gian xem show diễn này nha, rất là ấn tượng. Mọi người có thể thấy là cái background hoàn toàn tự nhiên và mọi người không có sử dụng micro hay là âm thanh gì hết, tất cả đều là giọng thiệt nhưng mà vang hết cả núi rừng. Mình rất là thích show diễn này, mọi người nhớ là phải xem show diễn này nha, nhất định nha. Một vài lưu ý quan trọng khi mình đi du lịch đến Trung Quốc, mọi người nhớ nha, là ở đây họ sẽ không có sử dụng tiếng Anh nhiều. Nếu mà mình không có nói được tiếng Trung thì tốt nhất là mình hãy download những cái app thông dịch để mà giao tiếp với người dân dễ dàng hơn. Tiếp theo mình sẽ download Alipay để nạp tiền và thanh toán các khoản ăn uống shopping nè. Vì Trung Quốc họ đã hướng đến thanh toán bằng QR code và app, hầu như là sử dụng tiền mặt rất là ít. Vinh khuyến khích mọi người là nên đi theo tour nha, để tiết kiệm chi phí, hoặc là trải nghiệm thanh toán trước kiểu nghỉ dưỡng ở tại Club Med thì sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Như vậy là Vinh sắp kết thúc chuyến đi của mình rồi. Cảm ơn Club Med một lần nữa đã mời Vinh với những trải nghiệm trong 7 ngày vừa qua ở tại Lệ Giang. Một trong những cái hoạt động mà Vinh rất là thích đó là ăn uống đây. Mỗi ngày đồ ăn rất là khác, rất là phù hợp cho mỗi đối tượng trong gia đình của mình. Đây là một cái phong cách mà về khách sạn, resort rất là mới. Club Med là thương hiệu chưa đến Việt Nam. Mình nghĩ là một cái idea để cho tất cả mọi người, cũng như là người thân, gia đình, bạn bè của mình, và bạn muốn có một cái chuyến đi dành cho tất cả mọi người thì hãy đến các địa điểm của Club Med trên toàn thế giới nha. Lần này thì Vinh đến Lệ Giang và hy vọng lần sau là mình sẽ đến những cái địa điểm khác nữa. Một trong những cái mà Vinh muốn nhắc ngày hôm nay đó là rất là đặc biệt. Khi mà các bạn đến Club Med mình ăn tối thì họ sẽ có văn hóa là những nhân viên ở đây họ sẽ cùng ăn tối với mình, kiểu như gia đình vậy đó, cho nên Vinh rất là thích. Và kế bên ngày hôm nay là bạn John này đấy. Hello, welcome to the Lệ Giang, welcome to the Club Med. Would you like to say something to Vietnam? Yeah, and yes, sure. Quang đã đào tạo Yunnan, quang đã đào tạo Lệ Giang, quang đã đào tạo Club Med. Can I say that? Slowly, please. Just like welcome to the Yunnan, welcome to the Lệ Giang, welcome to the Club Med. Yes, thank you, Chuda. Enjoy your dinner. Thank you. Cảm ơn mọi người.